Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang tham gia thảo luận về dự án luật đất đai sửa đổi. Đảng bộ huyện Bắc Mê tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2020-2025. Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với các ngành địa phương về dự án đô thị xanh. Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam làm việc với tỉnh Hà Giang. Hàng hóa thông quan kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 6, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 15 tiếp tục làm việc tập trung tại hội trường. Tham dự kỳ họp có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang, cùng các ông bà đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi, kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi. Tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân, dự thảo luật sau khi hoàn thiện có bố cục gồm 16 chương, 263 điều, trong đó tăng 5 mục, mục 3 chương 4, mục 1 chương 7, mục 1, 2, 3 chương 16, bổ sung mới 40 điều, bỏ 13 điều so với dự thảo. Sau nghe báo cáo thẩm tra, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về luật đất đai sửa đổi. Tham gia thảo luận tại tổ về dự thảo luật đất đai sửa đổi, đại biểu Lý Thị Lan, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang trao đổi, phân tích, làm rõ về một số quy định của luật đất đai năm 2013 chưa tương thích với Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật có liên quan. Đồng thời, một số quy định của luật đất đai trong thực tiễn thi hành còn nhiều vướng mắc, bất cập. Với phạm vi điều chỉnh của mỗi luật và không nhắc tại luật này nội dung quy định của luật khác và ngược lại và có quy định dẫn chiếu thực hiện theo quy định của luật khác nếu có liên quan để làm sao cho nó phù hợp. Thảo luận về luật đất đai sửa đổi, đại biểu Tráng A Dương, đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Hà Giang đề cập đến khoản 1 và khoản 2 điều 17. Qua phân tích làm rõ căn cứ pháp lý, đại biểu Tráng A Dương đề nghị cơ quan nghiên cứu cũng nên thiết kế một điều quy định riêng về chính sách ưu tiên đất đai đối với đồng bào trên cơ sở nội dung đã như tôi đã vừa phân tích ấy, đặc biệt là chính sách là miễn giảm tiền sử dụng đất đối với mục đích đất ở khi cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất trong hạn mức đất khi được cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đất trong chuyển đổi mục đích từ đất không phải là đất sản xuất mà sang đất ở. Trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn sửa đổi. Đồng thời, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu, giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Cũng trong phiên làm việc buổi chiều, Quốc hội chia tổ thảo luận về dự án luật quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Sáng ngày 9 tháng 6, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Tà Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự có đồng chí Trúng Thị Chiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 10, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Bắc Mê đã thực hiện 5 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt, 15 chỉ tiêu đạt từ 60% trở lên. Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng khá, chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai hiệu quả, văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục có chuyển biến tích cực. Huyện có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. Công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị, khối đại đoàn kết các dân tộc tiếp tục được xây dựng, củng cố vững mạnh, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, củng cố niềm tin trong nhân dân. Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thảo Hồng Sơn nhấn mạnh, Đảng bộ huyện Bắc Mê tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực lãnh đạo, phát huy vai trò của người đứng đầu, đoàn kết, thống nhất, dân chủ, đề cao vai trò quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện chi bộ 4 tốt,
Đảng bộ cơ sở 4 tốt ở tất cả các tổ chức cơ sở đảng, làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng cán bộ, trong đó quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số, đảm bảo tính liên tục, kế thừa, trẻ hóa, tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Rà soát lại toàn bộ các mục tiêu, chỉ tiêu đạt thấp để có giải pháp triển khai, tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chỉ đạo đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất cho nông dân theo hướng tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, để là tập trung phát triển kinh tế vườn hộ gắn với cải tạo vườn tạp, tập trung lãnh đạo chỉ đạo quản lý việc thực hiện tốt các quy hoạch, sắp xếp ổn định dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững thì mới có nâng cao được cái đời sống của nhân dân. Rồi đồng thời làm tốt công tác bảo tồn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn. Huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tập trung để đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ hạ tầng nông thôn. Đồng chí Thào Hồng Sơn cũng đề nghị Đảng bộ huyện Bắc Mê tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, thực hiện tốt và phát huy dân chủ, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là trong cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bổ sung 3 chương trình mục tiêu quốc gia vào phương hướng nhiệm vụ triển khai nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ, phát triển rừng, nâng cao chất lượng trồng rừng kinh tế, phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa gắn với công nghiệp chế biến, tạo ra hàng hóa chủ lực, tiêu biểu quy mô lớn, đáp ứng nhu cầu thị trường. Sáng ngày 9 tháng 6, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với lãnh đạo các sở ngành, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang và Ban Quản lý Dự án Phân cấp Giảm nghèo về tiến độ triển khai các dự án đô thị xanh. Theo hiệp định đã ký kết, dự án đô thị xanh được triển khai từ năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ đóng vốn. Tuy nhiên đến nay, trong 8 công trình, cũng mới chỉ có một công trình cơ bản hoàn thành là đường Phùng Hưng. Một công trình đang thi công phải tạm dừng để điều chỉnh thiết kế là dự án kè hai bên bờ sông Miện. 6 dự án còn lại hiện đang dừng lại ở việc hoàn thiện thủ tục hồ sơ. Thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long yêu cầu chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Phân cấp Giảm nghèo cần kiên quyết, trách nhiệm hơn nữa trong quá trình triển khai, rà soát lại toàn bộ những vướng mắc của 8 dự án, phân rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để tổ chức triển khai. Thời gian còn lại để thực hiện dự án là rất ngắn, do đó chủ đầu tư cần sớm tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính gia hạn thời gian thực hiện dự án để trình Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Trong quá trình triển khai, những vướng mắc về giải phóng mặt bằng là lớn nhất. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Gia Long cũng nhấn mạnh, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang đẩy mạnh tuyên truyền tạo mặt bằng sạch để các dự án triển khai. Đối với các tổ chức cá nhân chây ì làm cản trở tiến độ dự án, chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các bên có liên quan chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 9 tháng 6, đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam do đồng chí Y Thông, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030 và thực hiện luật thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh. Làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh Hà Giang có đồng chí Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thanh niên tỉnh Hà Giang hiện có khoảng 220.000 người, chiếm tỷ lệ trên 50% cơ cấu lao động xã hội. Thời gian qua, tỉnh đã tổ chức tuyên truyền luật thanh niên bằng nhiều hình thức phù hợp đến đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Các địa phương đã nghiêm túc thực hiện quy định về đối thoại với thanh niên. Qua đó phát huy được thế mạnh của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, tỉnh Hà Giang cũng đã xây dựng và ban hành nhiều chính sách về chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030. Qua làm việc, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Thông đánh giá cao kết quả của tỉnh Hà Giang trong thực hiện luật thanh niên năm 2020 và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hơn nữa trong triển khai thực hiện, lưu ý cần rà soát sửa đổi, bổ sung, xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm, tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành đoàn thể, tăng cường đối thoại với thanh niên, thực hiện có hiệu quả các chính sách cho thanh niên dân tộc thiểu số, đặc biệt phải quan tâm tạo điều kiện cho thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, ứng dụng công nghệ thông tin,
chuyển đổi số cho thanh niên. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Đức Quý mong muốn Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam tiếp tục quan tâm để Hà Giang thực hiện tốt hơn nữa về chiến lược phát triển thanh niên cũng như luật thanh niên. Qua đó, phát huy được vai trò của thanh niên trong phát triển kinh tế xã hội, yêu cầu các sở ngành tiếp tục hoàn thiện báo cáo, đề xuất kịp thời với Ủy ban Nhân dân tỉnh những khó khăn vướng mắc để thực hiện các chương trình này đạt hiệu quả cao nhất. Sáng ngày 9 tháng 6, Sở Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Giang tổ chức hội nghị công bố công khai 9 đồ án phân khu theo quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035. Tại hội nghị đã công bố các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Trần Phú Minh Khai, đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Nguyễn Trãi, đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Quang Trung, đồ án quy hoạch phân khu khu đô thị Ngọc Hà, đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Ngọc Đường, đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Đạo Đức Kim Thạch Phú Linh, đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phương Thiện, đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phương Độ, đồ án quy hoạch phân khu khu ven đô Phong Quang. Việc công bố các quyết định phê duyệt 9 đồ án phân khu theo quy hoạch chung đô thị thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 là tiền đề, động lực thúc đẩy thành phố Hà Giang và huyện Vị Xuyên phát triển đồng bộ, hiện đại, đảm bảo tính lâu dài. Để từng bước đưa quy hoạch thành hiện thực, thành phố Hà Giang sẽ thực hiện công tác quản lý sử dụng đất phù hợp với quy hoạch, tiếp tục rà soát, định hướng kêu gọi đầu tư, từng bước hình thành đô thị vệ tinh quanh khu vực thành phố, đảm bảo mỹ quan cũng như không gian phát triển trong tương lai. Việc thành phố Hà Giang công bố công khai 9 đồ án quy hoạch phân khu đô thị theo quy hoạch chung đô thị Hà Giang, tỉnh Hà Giang đến năm 2035 chính là cụ thể hóa nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025 về đẩy mạnh công tác quy hoạch, lấy quy hoạch làm động lực phát triển. Phóng sự sau sẽ đề cập đến công tác này trên địa bàn toàn tỉnh. Căn cứ các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong thời gian qua, Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương triển khai thực hiện hai chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, lĩnh vực xây dựng là tỷ lệ đô thị hóa và tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh. Trong lĩnh vực quy hoạch, ngành đã tập trung tham mưu cho tỉnh ban hành nghị quyết, kế hoạch về việc thực hiện quy hoạch phát triển đô thị tại tỉnh Hà Giang. Hàng trăm tỷ đồng ngân sách đã được phân bổ cho công tác quy hoạch. Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã chủ động phối hợp với các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng để vừa huy động nguồn lực, tranh thủ nguồn nhân lực, giúp Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng các đồ án quy hoạch. Về cơ bản, đến lúc này trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã cơ bản phổ biến các cấp độ quy hoạch, đảm bảo thuận lợi cho công tác quản lý và thực hiện theo quy hoạch. Còn đối với công tác công nhận đô thị để nâng cao tỷ lệ đô thị hóa, thì đến hết năm 2022, Ủy ban tỉnh công nhận 6 đô thị, để nâng tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh Hà Giang đã đạt được khoảng 20,26%. Điểm nổi bật trong công tác quy hoạch là Sở đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập và duy trì có hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thẩm định Quy hoạch, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các huyện vùng cao nguyên đá điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng 4 đô thị thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. Tỷ lệ đô thị hóa đạt được 20,6%, đạt 68% so với kế hoạch. Phấn đấu hết năm 2023, thực hiện được 24,5%, đạt 81,6% so với kế hoạch. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh ước năm 2023 thực hiện được 96,7%. Thì sau khi mà được phê duyệt thực hiện cái nhiệm vụ quy hoạch, thì huyện cũng đã phối hợp với sở để chúng tôi đẩy nhanh các cái tiến độ về thời gian trong các cái đồ án quy hoạch. Thì nhìn chung là về tiến độ thời gian này chúng tôi đã đảm bảo. Sau khi đã được phê duyệt quy hoạch thì các cái đồ án này đã phù hợp với tình hình hiện tại và cũng như phát triển trong tương lai. Trong thời gian qua, xác định công tác quy hoạch, lập đồ án quy hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng. Thông qua đó vừa góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước, sát thực tiễn, đồng thời tạo điều kiện để mời gọi, thu hút đầu tư. Có thể nói là thông qua cái việc triển khai cái công tác quy hoạch, trước hết thì đã tạo điều kiện cho cái công tác quản lý nhà nước thuận lợi hơn. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ tập trung triển khai thực hiện cái việc tăng trưởng kinh tế thông qua cái việc mà chúng ta bố trí sắp xếp các quỹ đất để thu hút đầu tư. Chính từ năm 2020 đến nay, Sở Xây dựng đã tập trung thẩm định 19 hồ sơ đồ án quy hoạch, 35 hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch, 31 hồ sơ nhiệm vụ, dự toán quy hoạch, 2 hồ sơ quy chế quản lý kiến trúc.
tham gia thẩm định 35 hồ sơ khảo sát địa hình, địa chất đồ án quy hoạch, nhiệm vụ do Sở Xây dựng làm chủ đầu tư. Tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch vùng huyện, 15 đồ án quy hoạch chung xây dựng, 9 đồ án quy hoạch phân khu xây dựng, 3 đồ án quy hoạch chi tiết. Tất cả các đồ án đều được thực hiện đảm bảo chất lượng và tiến độ sát với thực tiễn địa phương và tính liên kết vùng, tạo động lực cho phát triển. Ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Công tác Xã hội, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp tổ chức diễn đàn trẻ em năm 2023 với chủ đề Trẻ em tham gia xây dựng môi trường an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em. Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm theo hướng tiếp cận dựa trên quyền trẻ em, tạo môi trường an toàn, thân thiện, bình đẳng cho trẻ. Qua đó, giúp trẻ em phát huy tốt quyền, khẳng định vai trò trong xã hội. Tại diễn đàn, các em đã tham gia thảo luận, chia sẻ thẳng thắn về các chủ đề liên quan đến quyền, bổn phận trẻ em, các biện pháp phòng ngừa, ứng phó với xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn thương tích, an toàn trên môi trường mạng. Đông đảo trẻ em tham dự diễn đàn đã trao đổi ý kiến, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng với lãnh đạo các ngành, đơn vị về những vấn đề thực tiễn đã và đang tác động trực tiếp hoặc gián tiếp đến tình cảm, suy nghĩ, cuộc sống của trẻ em và toàn xã hội. Thông qua diễn đàn là hoạt động thiết thực, thực hiện tháng hành động vì trẻ em năm 2023, tạo cơ hội để trẻ em mạnh dạn chia sẻ, bày tỏ nguyện vọng, đồng thời thể hiện sự quan tâm vào cuộc của các cấp, các ngành và xã hội đối với công tác trẻ em, tạo điều kiện để các em phát triển toàn diện. Đây cũng là cơ hội để trẻ em được thể hiện quyền tham gia, quyền tiếp cận thông tin phù hợp với lứa tuổi, quyền được bày tỏ ý kiến. Cũng trong khuôn khổ diễn đàn, trẻ em tham dự cũng đã gặp gỡ, trao đổi, thăm nơi ở, sinh hoạt và tìm hiểu cuộc sống, giao lưu kết nối với các trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Công tác Xã hội tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày 9 tháng 6, các thí sinh trên địa bàn tỉnh đã đăng ký thi vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang năm học 2023-2024, đã hoàn thành 2 môn thi là môn chuyên và môn tiếng Anh. Nhìn chung, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang đã thành công với tỷ lệ thí sinh dự thi cao. Tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang có 537 thí sinh với 24 phòng thi. Trong ngày 9 tháng 6, buổi sáng, các thí sinh thi môn chuyên, thời gian làm bài 150 phút. Buổi chiều, thi môn tiếng Anh, thời gian làm bài 120 phút. Theo ghi nhận của phóng viên, công tác bảo vệ, niêm yết danh sách phòng thi đến chuẩn bị cơ sở vật chất đều được thực hiện tốt. Các thí sinh chấp hành đúng thời gian, nội quy phòng thi. Nhiều thí sinh có chung nhận định, đề thi năm nay bám sát chương trình học. Hôm nay cháu làm được 70% và đề hôm nay thì nó cũng có một vài câu cơ bản để gỡ điểm. Nó cũng không khó lắm. Các thí sinh cũng đánh giá đề thi năm nay, nhất là các môn chuyên có tính phân loại cao. Do đó, học sinh phải nắm vững kiến thức trong chương trình học mới có thể đạt điểm cao, nhất là môn chuyên toán và tiếng Anh. Hôm nay cháu thi chuyên Anh và thấy đề bài ra thì các câu hỏi đều nằm trong phân phối chương trình giảng dạy, nhưng mà cấp bộ nó sẽ vẫn cao hơn. Cháu vừa thi xong môn toán thì cháu thấy là đề năm nay cũng hơi khó so với những bạn mà chưa được tiếp thu nhiều kiến thức thì có lẽ là hơi khó. Còn nếu mà có thời gian thì có lẽ sẽ làm được, nhưng mà nó khá là phức tạp. Năm học 2023-2024, trường Trung học phổ thông chuyên tuyển sinh 315 chỉ tiêu với 9 lớp chuyên, mỗi lớp 35 học sinh. Các lớp chuyên gồm toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, ngoại ngữ, tin học, lịch sử, địa lý. Năm học 2023-2024, nhà trường không tuyển sinh các lớp không chuyên. Qua 2 buổi thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Giang năm học 2023-2024 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có cán bộ, thí sinh vi phạm quy chế thi. Sáng ngày 9 tháng 6, Cục Hải quan tỉnh tổ chức hội nghị đối thoại Hải quan doanh nghiệp lần thứ nhất năm 2023 tại địa bàn tỉnh Hà Giang. Tại hội nghị, đại diện Hải quan tỉnh báo cáo đánh giá tình hình hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Hà Giang trong 6 tháng đầu năm 2023, phổ biến tuyên truyền các văn bản pháp luật về thuế, về hải quan mới được ban hành, đồng thời tiếp nhận trao đổi thông tin với các doanh nghiệp tư thương về tình hình thực hiện chính sách, thủ tục hải quan, những khó khăn vướng mắc trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trên địa bàn để kịp thời hướng dẫn giải quyết, tháo gỡ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Cục. Ngoài ra, Cục Hải quan cũng tiếp thu ý kiến phản ánh của các doanh nghiệp tư thương xuất nhập khẩu về ý thức trách nhiệm, tác phong làm việc, thái độ ứng xử của cán bộ công chức hải quan trong khi thi hành nhiệm vụ.
Trên cơ sở đó đề xuất với cấp có thẩm quyền để tháo gỡ giải quyết các vướng mắc vượt thẩm quyền, kiến nghị sửa đổi bổ sung các văn bản có liên quan cho phù hợp. Hội nghị đối thoại hải quan doanh nghiệp được tổ chức định kỳ với mục đích kịp thời nắm bắt và hướng dẫn giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong quá trình thực hiện quy định xuất nhập khẩu hàng hóa, đồng thời phản ánh trao đổi thông tin giúp ngành hải quan nhận biết, ngăn chặn, xử lý các biểu hiện quan liêu, cửa quyền, gây phiền hà, sách nhiễu của công chức hải quan đối với doanh nghiệp để xử lý nghiêm minh theo quy định. Liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, hải quan và doanh nghiệp, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu các địa phương chủ động triển khai các biện pháp cấp bách nhằm giảm ùn ứ và thúc đẩy xuất khẩu nông sản tại các cửa khẩu biên giới phía Bắc, nhất là khi nhiều nông sản chủ lực đang vào vụ thu hoạch. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũng đã có văn bản chỉ đạo thực hiện quyết liệt nội dung này trên địa bàn tỉnh. Thời điểm này, ghi nhận của phóng viên thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cho thấy hoạt động thông quan hàng hóa nói chung và hàng nông sản nói riêng vẫn diễn ra nhanh chóng, thuận tiện, không có tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu. Những ngày gần đây, công ty xuất nhập khẩu Thành Phúc, tổ 2 phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, trung bình có từ 7 đến 10 xe chở mít, chuối, vải, thanh long, sầu riêng được xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy. Các thủ tục thông quan tại đây đều được giải quyết nhanh chóng, thời gian làm thủ tục qua cửa kiểm soát chỉ còn gần 1 phút một xe, giúp cho doanh nghiệp không phải chờ đợi, đồng nghĩa với việc hàng hóa xuất sang nước bạn đảm bảo chất lượng hơn. Doanh nghiệp chúng tôi cũng được các đồng chí hải quan cùng các cơ quan ban ngành cũng tạo điều kiện hết sức để thông quan một cách nhanh chóng. Qua đó thì doanh nghiệp chúng tôi cũng được thuận lợi hơn trong công việc xuất nhập khẩu và được các đối tác bên kia khá là hài lòng. Hiện nay hàng hóa xuất khẩu, nhất là các mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy diễn ra thuận lợi, không có hiện tượng bị ùn ứ tại khu vực cửa khẩu. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tất cả hàng nông sản xuất khẩu lên đến cửa khẩu được ưu tiên giải quyết thủ tục, đảm bảo thông quan nhanh chóng chỉ trong một nửa buổi sáng. Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy cũng công khai, minh bạch quy trình, thủ tục xuất khẩu để các chủ hàng nắm rõ, thực hiện đầy đủ, tránh mất thời gian bổ sung thủ tục làm ảnh hưởng đến tiến độ thông quan. Đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy thì cũng đã triển khai cái công điện đó và đã thực hiện nhiều cái giải pháp, trong đó là thực hiện bố trí đầy đủ lực lượng để giải quyết hàng hóa nhanh chóng nhất, cho đặc biệt đối với cái hàng nông sản xuất khẩu thì cũng đã được giải quyết ngay và không có cái tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Hà Giang, tính từ đầu năm đến nay, tổng số doanh nghiệp tham gia làm thủ tục hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy là 76 doanh nghiệp, trong đó chủ yếu là các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu các mặt hàng nông sản. Các lực lượng chức năng ở đây đã tạo điều kiện tối đa và thông quan nhanh chóng đối với các mặt hàng nông sản, đặc biệt thì giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan. Thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân, ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh điện năng, sản xuất nông, lâm nghiệp mà còn tác động đến lĩnh vực du lịch. Đối với huyện Hoàng Su Phì, có hai mùa du lịch chính trong năm là mùa nước đổ cuối tháng 5, đầu tháng 6 và mùa lúa vàng tầm tháng 9, tháng 10 hàng năm. Thông thường mọi năm, đây là thời điểm vàng để khách du lịch đến huyện ngắm mùa nước đổ trên ruộng bậc thang. Nhưng năm nay đã là trung tuần tháng 6, song lượng khách du lịch đến huyện chỉ nhỏ giọt. Những năm trước vào mùa nước đổ, mỗi ngày khu du lịch sinh thái Hoàng Su Phì Bungalow phục vụ hàng trăm khách du lịch. Tình trạng cháy phòng diễn ra từ giữa tháng 5 đến hết tháng 6. Nhưng năm nay, giữa mùa du lịch, nhưng mỗi ngày cơ sở chỉ đón vài khách du lịch, tương ứng từ 20 đến 30% công suất. Năm nay thì cũng hạn hán, thì khách đến với khu bọn em thì cũng giảm rất nhiều. Vì thế mà em cũng giảm giá phòng để thu hút khách đến với cơ sở. Do năm nay hạn hán kéo dài, phần lớn diện tích ruộng bậc thang vẫn chưa có nước để nhân dân làm đất, gieo cây lúa trên các thửa ruộng bậc thang. Cùng với đó, các tuyến đường giao thông đến huyện đều đang được nâng cấp sửa chữa, việc đi lại rất khó khăn, dẫn đến lượng khách du lịch giảm.
Thường thì vào mùa nước đổ của các năm trước ấy, thì số lượng khách đặt phòng vào những tháng 6, tháng 7 này thì nó sẽ đông. Nhưng mà năm nay với cái lượng mưa ít và cái đường xá đi lại khó khăn cho nên là khách ít đặt. Lượng khách giảm mạnh, nhiều khu du lịch đã phải cho nhân viên tạm thời nghỉ việc, doanh thu từ du lịch giảm mạnh. Nếu từ nay đến trung tuần tháng 7, tình hình hạn hán không được cải thiện, thì không chỉ nông nghiệp mà ngành du lịch huyện Hoàng Su Phi cũng bị thiệt hại nặng nề do hạn hán. Những tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Tiếp ngay sau đây là những thông tin về an toàn giao thông và bản tin dự báo thời tiết.